đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, do Trung tướng Lê Quốc Hùng Thứ trưởng làm trưởng đoàn, đã thực hiện cuộc làm việc tại Hungary trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 12/16/9. Cuộc gặp giữa đoàn đại biểu và ông Laszlo Fabian, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Hungary, đã bàn về việc tăng cường hợp tác thể thao giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác toàn diện, năm 2018 đến năm 2023, giữa hai nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã thể hiện sự vui mừng khi thăm Hungary và mong muốn mở rộng hợp tác với Ủy ban Olympic Hungary trong các lĩnh vực mà Hungary có kinh nghiệm. Bộ Công an Việt Nam đã thành lập nhiều tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể dục, thể thao trong Công an Nhân dân và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này với nhiều đối tác trong khu vực và châu lục. Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam mới thành lập, đã trở thành thành viên của Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam. Ủy ban Olympic Hungary là cơ quan quản lý và định hướng phát triển cho 40 liên đoàn thể thao mùa đông và mùa hè. Hungary nổi tiếng với nhiều môn thể thao như bóng đá, bơi lội, điền kinh, bắn súng, cử tạ, vật, võ thuật quốc tế và đã đoạt nhiều huy chương tại các kỳ Olympic thế giới và châu lục. Điều này đặc biệt chú trọng trong tầm nhìn của Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 73 năm, Hungary và Việt Nam đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thỏa thuận hợp tác về huấn luyện thể thao thành tích cao được ký vào năm 2013 giữa Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Olympic Hungary. Sau buổi làm việc, với sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân đã tiến hành ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Hiệp hội Thể thao Olympic Hungary, đánh dấu sự tiếp tục của mối quan hệ tích cực trong lĩnh vực thể thao giữa hai quốc gia.